biểu thuế khai mạc đặc biệt 8 giờ tối nay. Liên vé đã bán, rồi, các bạn ơi. Chú cho tôi hỏi nhà thờ Lam Phát ở chỗ nào chứ? Ở bên này, chú. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Alo. Em ơi, anh đi vào trong ngõ 215 rồi đấy. Đây là ngõ số con gì à? Đấy, anh cầm trong nhà thôi, anh nắp thôi. Đấy, anh cầm trong nhà thôi, anh nắp thôi, hướng dẫn sử dụng cho. Ừ. Alo. Cháu đi giao hàng cô ơi. Vâng, chiều cho bé rồi ấy thôi. Cô cứ nhắn vào Zalo chiều cho bé cho lấy cho. Vâng. À, có phí ship mình chịu hay là người ta chịu? Vâng. Trên tầng em. Vâng, anh ơi, cứ đỗ xe như này. Đấy, đỗ xe.
Đâu em? Anh ạ. Hôm nay được nghỉ anh? Vâng. Mình sẽ ngồi cho cái bàn nào để... Cái đấy là... Tức là nó có cái ra đỡ cái bàn. Dạ. Tôi em... mang thêm cái mic cho thọc gà khác mà. Nắp bên này ấy. Chỗ này cũng được. Vâng. Cái này là cũng đài loan. Trung Quốc hết anh ạ. Ông Trung Quốc thì ông ấy nghĩ là cái trò là cái sọc cạc live stream trên điện thoại. Cái mic nữa. Chuyên để hát ở trên điện thoại, livestream trên Facebook. Thâu lại đôi chứ. Vâng, Facebook Bigo hoặc thâu lại thì mình bật chức năng quay video lên, mình thâu lại. Cái ra đỡ này là để bắt mic vào thì hát thì không cần phải cầm tay cạnh này. Nhà mình ngồi bán cái này còn bán cái gì nữa không anh? Em thì chuyên có bộ thu âm gì đó. À. Tiếng nó ấm hơn. Thằng này là IB... BM900 anh ạ. BM900. Đấy, ceramic đút đây anh ạ. Đút đây. Đấy, trường hợp là mình không cầm tay, mình gắn ở đây thôi, mình không phải cầm tay. Cái này cần thiết để ở đây, để cho nó ví dụ như mùa nóng mình bật quạt thì nó lọc được tiếng quạt, có tiếng hơi phì phì của mình. Còn không cần thiết thì gạt ra ngoài. Còn nếu mà không cho đây cầm tay hát thì tháo cái này ra, cầm tay mình hát. Thích nọc thì đây chụp ở đây cũng nọc tương tự như này. Anh cho em mượn cái điện thoại. Tức là một cái sẽ là mở nhạc, một cái sẽ là quay lại video hoặc là phát live stream. Hoặc là anh có thể kết nối vào máy tính để lấy nhạc từ máy tính. Con này có anh chân tai nghe là chân này. Nó có rắc chuyển đổi không anh? Chuyển đổi sang rắc 3.5 này. Em cái phone của em cái lỗ nghe là nó xài cái nút nào? Cái sợi dây này là cũ. Vâng.
cái lỗ. Cái điện thoại của em là tai nghe là rắc tròn hay là rắc dẹp? À, cho anh mượn nó tròn. Tất cả các bộ live stream nó đều kết nối bằng cái rắc tròn này hết. Đi theo máy nó có cái rắc chuyển đổi mà anh. Đi theo máy nó có rắc chuyển đổi từ cái dẹp này sang cái rắc tròn mà. Thế vậy thì anh phải mua cái rắc chuyển đổi đi thôi. Cái rắc tai nghe của anh ấy lại là rắc đấy. iPhone cái loại mới là... của anh có cả tròn cả vuông. Của em không hả? Của em không? Của anh ấy là... Không. Nó đâu, chỉ có tròn. Chỉ có tròn thôi em ơi. Nhưng mà nó có cục chuyển động. Anh kết nối máy tính, anh mở nhạc máy tính nhé. Không, mở nhạc luôn á. Dạ. Mở nhạc cái không. Này luôn. Cái này sẽ là quay video hoặc là phát live stream. Còn một cái nữa sẽ là cái mở nhạc karaoke trên YouTube. Thì hai cái rồi anh, mình mở cái. Tức là phải có hai cái điện thoại. Bình thường phải có hai cái điện thoại à? Còn nếu mình hát xong không cần phải nghe lại gì hết thì cũng không cần phát livestream ấy, thì chỉ cần một cái để mở nhạc thôi. Mình hát mình nghe thôi. À, cái này hát nghe thôi. Vâng. Không nhưng mà đâu có livestream đâu. Thế thì em mở nhạc cái này. Dạ. Yeah. Là nhạc đi rồi cái mic đi. Vâng. Không, đây là trường hợp này em tí nữa em sẽ quay lại để tí nữa mình xem lại. Nghe lại tiếng hát. Không nhưng mà... TV gì? Mà nhạc TV thì... Mà nhạc TV thì em phải cắm cái này vào TV. Thì nó mới lấy nhạc qua bộ hát này. Cái lấy nhạc cho nó đi. Vâng. Đây em... Anh hát bài gì thì em mở cho anh. Bài em khúc cú. Alo. Anh nhạc vàng hay nhạc trẻ? Sợ anh hát nhạc vàng. Anh cái này để kết nối với máy tính nhá. Trường hợp là mình lấy nhạc từ máy tính á, mình dùng cái này để kết nối với máy tính. Thì mình cắm vào cái lỗ này. Lỗ này nhá, lỗ thứ hai, lỗ dẹp thứ hai này. Còn cái lỗ dẹp thứ nhất là trường hợp sao cạc nó hết pin. Thì anh cắm cái dây sạc điện thoại ấy. Dây sạc này, sạc Samsung ấy. Anh cắm vào cái lỗ này nhé, lỗ dẹp thứ nhất để sạc pin cho nó. Sạc pin nó có đèn báo ở đây. Khi trung bình là tầm 3 đến 4 tiếng là nó đầy hết cái đèn báo này. Anh rút ra nhé. Dùng dây sạc điện thoại cũng được, mà dùng dây sạc này cắm vào cốc sạc cũng được. Nhưng mà cắm vào lỗ thứ nhất nhé, lỗ dẹp thứ nhất nhé. Lỗ dẹp thứ hai là để kết nối máy tính. Anh có thấy tiếng chưa? Có tiếng rồi, em tắt đi rồi đúng không? Không. Đấy, giờ có đâu. Dạ. Vừa nó dạo. Được rồi đúng không anh? Ừ, được rồi. Alo. Đây. Bây giờ anh đeo tai nghe anh hát đi. Cái hướng của chữ nó quay về phía mình hát đi nhá. Quay này là quay ngược tiếng thu bé. Cái đầu thu nó ở cái mặt ngang này, chứ không ở trên đây. Mặt ngang này, hướng của chữ quay về phía mình hát. Nhau dã nan tình đau, vừa đôi tay ước muốn tụ dày. Anh có thử cái này không? Ừ. Cho tiếng nhạc lên được không? Tiếng nhạc thì tùy theo bét nhạc thôi nhé. Đây. Coi vặn cái microphone xuống. Còn đây. Ok đi anh. Lúc âm thanh của em lên đấy. Đó. Đây giờ mới hết cỡ. Lúc vừa là khi mà cắm cái này mà cũng giống cắm tai nghe. Là nó chỉ có giới hạn khoảng nửa da thôi. Mình vẫn to nên nó yêu cầu đồng ý. Giữ em vào mộng, đưa em vào đời. Rồi mai đây anh đưa em đi đến cuối cùng đời. Cái này mắc không bao nhiêu anh? 300 bao nhiêu? Em đang tâm sự. Anh thử đi. Tại em không nghe. Nó thử đi. Em cứ đeo tai nghe của em alo thử thôi. Alo.
Ủa này nghe ấm dữ. Em cái này nè. Thử cái kia. Hả? Ủa thử cái này trước đi. Rồi. Ủa. Lúc mình thâu là mình cũng gắn ngay vô đây luôn ha. Cái phô đó. Đây. Ừ. Dùng cái dây này anh em, dùng đây cắm vào điện thoại để phát live stream hoặc là quay video giống như em vừa quay. Thì cắm vào cái điện thoại phát live stream. Dây ở cái cổng này là cắm vào điện thoại để lấy nhạc này. Còn dây ở cổng này là cắm vào điện thoại để live stream hoặc là quay video. Có sách hướng dẫn chứ hả? Có sách hướng dẫn của anh. Xong rồi em sẽ gửi video chi tiết và có cái Zalo. Mấy cái chỉnh này thì chỉnh chuẩn thôi. Anh chỉnh ở mức bình thường rồi. Vâng. Nói chung là đây là cái volume mic này, to nhỏ của mic này. Đây là âm check của bass. Cái này là âm lượng nhạc. Cái này là âm lượng đầu ra là thu to nhỏ. Còn cái này là âm lượng tổng này. Cái này là độ vang. Thì mình chỉ cần quan tâm đến cái nút check của nút bass. Ví dụ giọng ai mà nó ồm, nó trầm quá thì giảm cái bass đi. Tăng cái chữa check lên. Còn giọng ai ngược lại mà nó cứ lênh nhảnh lành thì giảm check đi tí. Và bass tăng bass lên. Còn bình thường mấy 5 cái nút này là ký bạn hết cỡ. Còn 2 nút này là tùy theo giọng trầm hay là giọng bổng. Còn những cái chức năng này thì nó ví dụ karaoke, hát karaoke bình thường thì cấn vào cái đèn KTV đây. Còn cái này là trò chuyện trực tuyến này. Cái này là MC, nó không có độ vang. Đây bạn nên chuyển đèn này. MC không có độ vang. Còn cái auto tune nó làm nó méo méo giọng của mình đi một tí đấy. Nó giọng của mình đi một tí. Lúc hát karaoke thì mình bật karaoke. Vâng, cái đèn này, đèn là chữ KTV. KTV. Bên dưới là chữ KTV, cái đèn nó sáng là đèn tương ứng là KTV. Cái này là auto tune nó hơi méo méo, hát nó nhuyễn nhuyễn đi. Còn cái này là cái giả giọng người già trẻ con. Hiệu ứng này. Còn những cái này là âm thanh nhân vật, tiếng cười, tiếng vỗ tay. Đấy. Này giống như kiểu mình muốn tạo video đó. Ừ đấy, rồi, phát trò với chiếc linh tinh. Làm thêm. Cái record là cái âm thanh lúc record đi ra. Cái gì đi ra? Vâng, cái đầu ra. Cái này thì mình cứ để hết cỡ đi. Cái đầu ra, Cái monitor này là gì? Âm lượng tổng cả nhạc và mic anh ơi. Tổng cả nhạc và mic. Còn cái này là cái độ vang. Cái này là độ vang. Đấy. Nói chung là cái này 4 cái này và cái này nữa là âm lượng nick. Cứ để hết cỡ cho em, cái cần chỉnh 2 cái này. Tùy theo giọng, trầm thì giảm và bass đi. Tăng check lên và ngược lại. Ok. Còn cái chức năng này thì để ý ví dụ như là khi nào muốn không muốn độ vang thì ấn cái MC để nói chuyện thôi, như kiểu nói chuyện thôi. Còn cái nhỏ pha trò giả giọng méo tiếng thì dài cho con thì ấn cái nút này. Thích tiếng cười vỗ tay thì ấn những cái hàng dưới đây. Gửi 300. Anh lấy anh Minh lấy mình nào? Lấy cái trắng này. Đây cái trắng. Nó khác biệt. Mic này nó có pin gì không anh? Pin gì em? Nó có cái mic này này. Nó có chạy bằng pin gì không? Không không. Không. Chỉ có thằng này thôi, thằng này nó có pin khô ở trong đây. Khi nào hết pin thì sạc điện thoại em cắm vào sạc nó. Ừ. Có toàn bộ nó không có pin. Nó có báo em bật lên nó không nghe đèn nữa. Trường hợp là ví dụ mình đang sử dụng mà nó hết pin, nó tắt hết đèn đi đấy, thì mình cắm sạc vào chỉ cần 2 phút sau bật lên là vừa sạc vừa hát bình thường. Đây là cái sạc cái đầu tiên này. Đúng rồi, cái cổng dẹp đầu tiên đấy nhá. Em dùng cái sạc điện thoại hoặc cái dây sạc đi kèm cái sạc cạc này, cắm vào cái cốc sạc. Cắm sạc thì nó sáng cái đèn này ở chỗ dưới này nó đèn đỏ. Cái đèn này là màu đỏ. Cắm khoảng 3-4 tiếng là nó tắt cái đèn đỏ đi là mình rút ra. Đây. Bây giờ phải đổi sang. Đổi sang cái sub mic của nó. Sub mic của nó đây. Trắng này là đi với cái đèn này. Cái đèn này. Ừ. Vàng khác luôn. Anh cái mic nó khác cái này.